Hôm nay anh lại từ chối một lời tỏ tình. Bao năm đơn phương một bóng trắng kiệt tỏ bày. Sao anh đây chẳng dám ngỏ lời, vì sợ anh nghe từ chối. Đơn phương nay anh chỉ dám nói chuyện lòng vòng. Ba hoa vu vơ vài tiếng chỉ để ngắm vài lần cười. Và anh chợt biến thành kẻ điên khi môi em vừa khẽ riêng. Và anh chỉ muốn yêu mình em. Anh sẽ là Mario cứu em khỏi âu lo đời em. Anh sẽ là casino để em cược tình mình vào, rồi chiếm luôn tình của anh. Thần kiều bích bắn anh bằng tên, làm cho anh không thể quên ánh mắt của nàng khi nhìn anh. Xuyên ngay vào tim khiến anh yêu ngay lần đầu tiên, rồi ấm ấm mộng ấm mơ. Xuyên ngay vào tim khiến anh yêu ngay lần đầu tiên, rồi ấm ấm.